Xin chào quý cô chú chị, các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán hoa lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 và 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 11 tháng 6 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về mới rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Và em báo thì sẽ bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí chỉ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và về cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 10 kg cũng chỉ khoảng 70-80.000, và 4-5 cân hoặc là 6 cân cũng chỉ rơi khoảng tầm 40-50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm luôn ạ. Và đặc biệt là hôm nay thì bên cơ sở lan rừng em vẫn có những cây quế lan hương. Hôm nay thì hàng sẽ có giá là giảm nhẹ, và đặc biệt là những gì rằng giò dáng hương đuôi cáo khủng và hàng hoa phân nhánh rất là tuyệt vời của hàng ngày hôm nay với cái giá rất là phải chăng để cô chú anh chị có thể dễ dàng sưu tầm cho mình những cây lan độc đáo và đẹp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Trước tiên sẽ là dòng lan trầm tím hàng rừng ạ. Đây là trầm tím hàng rừng. Đây là cái dòng hàng rừng cô chú anh chị nhé, rừng Myanmar. Và hàng này thì hiện tại đã được nhà vườn người ta trồng và đang lên mầm như vậy này, em bán với giá là 800.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan, đây là những cái cây lan, đây là cây lan tiểu hồ điệp rừng cô chú anh chị này, gọi là tiểu hồ điệp rừng nhưng cô chú anh chị thấy là có những cây hiện tại nó đã ra cho nụ cho hoa ấy, với những cần nụ vươn cực kỳ là cao luôn, nhưng mà rất là tiếc vì nụ nó vươn cao quá như vậy nên là nó đã bị gãy cần nụ nhiều, lác đác thì còn lại vài cái cần nụ cần hoa thôi. Và hàng thì rất là xinh luôn như thế này cô chú anh chị nhé. Em bán dòng tiểu hồ điệp rừng của hàng ngày hôm nay chỉ với giá có 140.000 cho 1 kg thôi. Đó, thay vì là trước đây là giá là 190 cho đến 200 mà hàng không được đẹp bằng thì hàng hôm nay lô hàng em mua về đã giảm nhẹ thì nên là em cũng sẽ bán rất là giảm cho cô chú anh chị. Đó là với giá chỉ có 140.000 cho 1 kg dòng tiểu hồ điệp rừng thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là cái dòng lan vẩy rồng của vùng Cao Bằng. Hôm nay em về một cái lô phải nói là siêu mướt và đẹp luôn ạ. Siêu mướt và đẹp luôn hàng của ngày hôm nay. Và cái dòng lan hoàng thảo vẩy rồng của vùng Cao Bằng hôm nay về cái hàng quê em thì cô chú anh chị nhìn thấy rồi ạ, 100% là chưa có hoa, nên là một thời gian ngắn nữa thôi là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa của cô chú anh chị nhé. Đấy, lác đác là vài cây đang có cái cần nụ rồi, nên là cô chú anh chị lấy cái thời điểm bây giờ thì sẽ được thưởng thức một mùa hoa gọi là trọn vẹn nhất luôn đấy ạ. Trọn vẹn nhất luôn cô chú anh chị nhé. Em bán vẩy rồng này hàng hôm nay về đẹp miên man luôn, mà giá hôm nay thì em cũng mua được gọi là nhẹ nhàng hơn nên là em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi, mà hàng cực kỳ là đẹp ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng quế lan hương, là dòng quế trắng tháng 8 với dòng lan gọi là đệ nhất hương. Cái hàng này là dòng lá lướt, thì nói là dòng lá lướt nhưng mà bên em cũng đã chọn lựa cắt tỉa rất là kỹ luôn. Đấy, hoa của đó thì không khác gì cái dòng quế lá xếp đâu ạ. Và em bán cái dòng quế lá lướt này với giá là 300.000 cho 1 kg nhé. Còn sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng nhạn tháng 4. Một cái loại lan được coi là chị em song sinh với cả hoàng nhạn tháng 8. Hàng bên em cũng đã chọn lựa rất là kỹ luôn, cô chú anh chị nhìn cho em. Hàng rất là mướt và rất là xinh đẹp như thế này. Em bán 650.000 cho 1 kg hoàng nhạn tháng 4. Em sẽ bán từ 0,1 kg luôn cô chú anh chị này, 0,1 kg luôn cô chú anh chị nhé. Với 0,1 kg thì chắc là số cây nó cũng sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 5 cây, 3 cho đến 5 cây cho 0,1 kg. Thoải mái cô chú anh chị, là một giò xinh xinh rồi. Nếu như cô chú anh chị ghép một giò. Sang bên này đây sẽ là dòng lan quế tím, dáng hương quế tím, hàng cũng cắt tỉa rất là gọn lẽ luôn như thế này. Và hàng hôm nay em bán với giá là 160.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Cái dòng dáng hương quế tím ạ. Dáng hương đuôi chồn hàng rừng tháng nay về rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Cây không quá lớn cô chú anh chị ạ, vừa tầm ghép rất là xinh, chồn rừng, hàng lá xếp đẹp như vậy. Em bán dáng hương đuôi chồn này với giá là 180.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan huyết nhung vàng. Cái dòng huyết nhung vàng này thì một cái loại lan đặc hữu của vùng Cao Bằng.
Dòng lan đặc hữu của vùng Cao Bằng cần hoa vươn cực kỳ là cao, hoa vàng năm cánh như những ánh sao đêm ạ. Em bán cái huyết nhung vàng này với giá là 160.000 cho 1 kg nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi sóc. Cô chú anh chị nhìn cho em những cây đuôi sóc lá xếp cực kỳ là xinh như thế này. Giá em bán chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn. Dáng hương bạch nhạn thì bình thường em bán là 170. Tuy nhiên thì cái hàng hôm nay thì nó không được đẹp như những hàng của ngày hôm qua, nên là hàng hôm nay em bán xả nhá, bán xả nốt với giá chỉ còn có 150 cho 1 kg. Cho cô chú anh chị nào yêu mến dòng hoa màu trắng rất là hương thơm, rất là ngọt ngào của dòng lan dáng hương bạch nhạn này. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan nhất điểm hồng. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt bông của dòng lan nhất điểm hồng này luôn, rất là thực tế luôn. Hoa cánh trắng nuột nà, cái họng điểm xíu hồng rất là đẹp như vậy. Và cái dòng lan nhất điểm hồng này thì em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg dòng nhất điểm hồng cô chú anh chị nhé. Và bên này thì em có một cái lô vanda rừng. Lô vanda rừng ở đây thì có 4 ngọn lá xếp cực kỳ là đẹp luôn ạ. Thẳng tắp rất là đẹp luôn. Em bán lô này với giá là 50.000 nhé. Và tiếp sang bên này là em có cái dòng lan hài gấm với những cái bông hoa đốm rất là đẹp, chấm đốm rất là đẹp. Đấy, dễ thuần, dễ chăm và cực kỳ là dễ cho hoa, dòng lan hài gấm. Một lô như thế này em xin phép được bán với giá là 45.000 ạ. 45.000 cho một lô hài gấm nhé. Bên này sẽ là dòng lan hài mốc hồng. Đây ạ. Dòng lan hài mốc hồng một lô như thế này chắc là cũng phải rơi vào ít nhất là trên 50 cây cũng với giá là 45.000. Dòng lan hài mốc hồng này thì thường là em thấy là hoa nở vào thời điểm Tết. Cứ mỗi năm là cứ đến Tết là bên Trung Quốc người ta xuất sang hài mốc hồng sang bên mình rất là nhiều luôn. Mà mỗi một cây thì cũng rẻ nhất cũng khoảng tầm 15-20.000 cho một cây cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hài trần liên. Một lô trần liên như vậy là rất là nhiều luôn nhé. Dòng lan cũng rất là dễ thuần dễ chăm ạ. Em bán trần liên một lô như vậy với giá là 90.000. Ít nhất cô chú anh chị cũng phải làm được tầm 3 dòng. Sang bên này sẽ là dòng lan hài Helen này. Một lô vô cùng là nhiều, 90.000 cho một lô. Cô chú anh chị phải ghép được khoảng tầm 3-4 chậu. Và bây giờ cô chú anh chị về trồng ấm chậu. Ấm chậu thì cây sẽ bắt đầu là làm nụ cho hoa luôn. Và dòng này cũng là một trong những cây lan hài mà dễ sống, dễ chăm và rất là sai bông cô chú anh chị nhé. Với những cái bông hoa vàng cực kỳ là xinh đẹp luôn. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo đơn cam. Hiện tại đơn cam đang lên mầm như vậy này cô chú anh chị này. Đẹp. Đó, cây đơn cam hiện tại đang lên mầm nhá. Hoàng thảo đơn cam em xin phép được bán với giá là 620.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg cái dòng lan hoàng thảo đơn cam này này. Đấy, cây thì ngắn và khô ráo nên là 0,1 cô chú anh chị cũng được khá là nhiều rồi đấy ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan kiếm bích thủy hay còn gọi là kiếm hồng hoàng. Em bán với giá là 80.000 trong 1 kg và 150.000 cho 2 kg. Nó có thể sổ ra rất là nhiều những mặt bông đẹp. Sang bên này sẽ là dòng lan hài vệ nữ. Cái dòng lan hài vệ nữ này thì mặt bông rất là to và cũng là một trong những cây lan mà dễ thuần, dễ chăm, dễ sống nhá. Đây là những cây hài dễ sống ạ. Và giá em bán ở đây chỉ có 60.000 cho 1 kg thôi. Và cây này thì khi mà em thấy người ta trồng thuần lên rồi ấy, giá không hề rẻ cô chú anh chị ạ. Một chậu thuần có một nụ hoa thôi người ta cũng đã bán lên đến 150.000 rồi. Mà đây em bán cân có bao nhiêu ạ? 60.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị có thể lấy về trồng, sưu tầm cho xanh vườn cũng như là thưởng thức hoa cực kỳ là đẹp của nó nhá. 60.000 cho 1 kg thôi ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái lô hoàng thảo vẩy rồng đẹp xuất sắc của hàng ngày hôm nay. Bên em vừa mới về đấy ạ. Tươi roi rói luôn, vừa mới dân mới bóc ở trên rừng về này. Đó, cái mảng rễ còn ẩm rất là tươi, rất là đẹp như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại là cây đang chuẩn bị là cho nụ cho hoa rồi. Và bên này thì em có ở đây ạ, em nhìn cái chỗ cây này mẹ em cứ nghĩ nhìn cái đống cần hoa của nó em cứ nghĩ rằng là nó chắc chắn là phải nhiều cây lắm nó, nhưng mà hóa ra là đây ạ, nó chỉ có một cái cây thôi cô chú anh chị ạ, một cái cây thôi mà nó đây. Cây hoa này, cây mẹ cần hoa này hết này thì nó lại mọc ra cái cần hoa này. Đấy, lại dài cần hoa này hay cần hoa này thì chưa nở hoa nhưng vận chuyển trên rừng về thì nó cũng hình như đâu là nó cũng bị rụng vài cần hoa ấy. Và bên này là thêm một cái cây nhỏ nữa này cô chú anh chị này. Đấy, và cái chỗ hồ điệp ấn này em bán với giá là 40.000 cho cô chú anh chị nào sưu tầm nhé. Chỗ hồ điệp ấn này ạ. Và tiếp sang bên này đây là những cái cây hồ điệp siêu xinh luôn cô chú anh chị này. Những cái cây hồ điệp mãn thiên hồng đấy ạ. Đây là dòng hồ điệp mãn thiên hồng này. Chậu là có một cần hoa như thế này cô chú anh chị nhé. Độ bền của nó thì sẽ là trên 2 tháng. Đây là hàng hiện tại mới nở hoa.
cô chú anh chị hàng này thì về cô chú anh chị thoải mái chơi thưởng thức được ít nhất là cũng phải tầm 2 tháng nữa, và sau đó thì cô chú anh chị có thể cắt cành để mà cô chú anh chị dưỡng cây làm giống nhé. Và cái hồ điệp mãn thiên hồng này em bán một cây như vậy với giá là một chỉ có 70.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị có thể chung trong phòng khách hay bàn làm việc, trong phòng ngủ rất là xinh đẹp luôn. Và sang bên này đây thì em có cái cây hồ điệp vàng công chúa, cây ít nhất là 2 cây có 2 cần hoa cô chú anh chị này. Đó, cây có 2 cần hoa như vậy, và vàng công chúa này em cũng chỉ bán có 70.000 cho một chậu. 70.000 cho một chậu thôi, về cô chú anh chị thưởng thức hoa chán thì thôi ạ. Và cô chú anh chị mà lấy từ 5 chậu em sẽ bao ship vận chuyển cho, bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị nhá. Bên này thì em có cái lô hoàng thảo xoắn này, hiện tại cây đang lên mầm rất là đẹp rồi. Và lô hoàng thảo xoắn này thì hàng hiện tại là nhìn rụng lá, nó không có được đẹp mã. Tuy nhiên thì cô chú anh chị lưu ý là hàng đảm bảo cây giống, cây đang lên mầm tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhá. Em xin phép được bán với giá là 230.000 trong 1 kg ạ. Và tiếp theo bên này đây là những cái giò giả hạt thao oai chín xương. Những cây giả hạt thao oai chín xương, hàng chuẩn mặt đông, cây giống hàng ươm ti cô chú anh chị nhá. Hoa nở đúng vào thời điểm Tết, và chậu thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 4 thân hoa trong mùa hoa tới này. Và em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 140.000 thôi. Bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái cây trầm rồng đỏ cực kỳ là mướt đẹp như vậy, em bán với giá chỉ có 140.000. Hàng bình thường bán hoa Tết thì người ta bán mỗi một thân ít nhất là 100.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái bảng giả hàng Pháp. Với những bảng giả hàng Pháp như vậy thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một cái suối hoa đẹp tuyệt vời cho Tết tới này. Số thân thì nó sẽ ít nhất là 7-8 thân trở lên ạ. Và em xin phép được bán bảng giả hạt cát này với giá là 160.000 cho một bảng nhé. Bên này sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng siêu đẹp đấy ạ. Chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng siêu đẹp luôn. Chậu ít nhất là 3 thân này cô chú anh chị này. Hiện tại thì các cái thân của nó đã dài trên 40 cm rồi, và chắc chắn là đến Tết thì nó sẽ phải dài trên 5-60 cm nhé. Và một cái chậu như vậy em chỉ bán với giá có 140 thôi. Giá phải nói là rẻ, vô cùng là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Cái hàng này thì hoa cực kỳ là đẹp. Trước đây là người ta bán mỗi một thân ít nhất là 300.000 đấy cô chú anh chị. Đó, cây rất là chậu rất là đẹp mà giá thì vô cùng là rẻ nhá. Và tiếp sang bên này thì em có dòng lan mau tia đỏ, một chậu là một thân mau tia đỏ rất là đẹp như vậy, em bán với giá là 150.000. Và cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan mau tia đỏ này. Wow, mặt bông của dòng mau tia đỏ đây cô chú anh chị nhá, 150.000 cho một chậu mau tia đỏ. Sang bên này sẽ là dòng mau tia xanh. Mau tia xanh thì chậu sẽ có ít nhất là 2 cây cực kỳ là khỏe và đẹp như thế này. Những cái chậu mau tia xanh em bán với giá là 250.000 cho một chậu. Ở đây dòng mau tia xanh ấy thì nó sẽ hoa giống như là mau tia đỏ, nhưng mà nó sẽ có sắc hoa là màu xanh ạ. Và bên này sẽ là những cái chậu lan hải vân. Một chậu hải vân như vậy em bán với giá là 120.000 nhá cho một chậu ạ. Sang bên này sẽ là dòng lan hải Lecochilium. Với chậu lan hải Lecochilium, cây giống khỏe đẹp như vậy em bán là 150.000. Bình thường giá trên thị trường là 250.000 cô chú anh chị này. Bên này thì em có ba lô này là ba lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhá. Em gọi đây là lô số 1 rất là xanh tươi và đẹp luôn. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 90.000 cho lô này. Lô số 2 cũng là 90.000 và lô số 3 sẽ là 70.000 ạ. Sang bên này sẽ là những cái dòng lan vũ nữ. Ở đây sẽ là những cái chậu lan vũ nữ hoa anh đào, hoa cực kỳ là bền hoa với sắc hoa rất là xinh đẹp như thế này. Một chậu sẽ là 140 cô chú anh chị nhé, cho một chậu vũ nữ hoa anh đào ạ. Bên này sẽ là dòng lan tiểu thần tiên, cây hiện tại là đang ngậm nụ và một số cây đã lên nụ như thế này. Nghe đến tên thì chắc chắn cô chú anh chị biết cái sắc hoa tuyệt vời của nó rồi ạ. Tiểu thần tiên với giá cũng là 140 nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc nữ với sắc hoa tím và cực kỳ là thơm. Tất cả những dòng lan này hoa rất là thơm và cho hoa quanh năm nhé. Ngọc nữ hiện tại cũng đang có 2 cần hoa như vậy, em bán thì giá cũng là 140 cho một chậu ạ. Và tiếp sang bên này thì rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái phần lan ưng ý nhất cô chú anh chị nhé. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Đây là hình số 1 nhé cô chú anh chị nhé. Hình số 1 quế lan hương, hình này có 3 ngọn siêu to khổng lồ đẹp như thế này. Cô chú anh chị về trồng khoảng tầm nửa tháng thôi là chắc chắn là sẽ có nụ có hoa rồi. Và cái hình này em xin phép được bán với giá chỉ có 380.000 cho hình quế lan hương với 3 ngọn cực kỳ là to này đấy ạ. Và hình số 2 là một cái hình quế lan hương. Đây là cái dòng lá xếp cô chú anh chị nhé. Đây này, đó, cây rất là đẹp, dài, cao, mập và lá căng rất là đẹp như vậy. Hình số 2 đây ạ là một cái hình quế lan hương gồm có 6 cây quế lan hương lá xếp hột rất là tuyệt vời luôn như thế này này cô chú anh chị này. Với hình quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 240.000 cho hình này. Sang hình số 3 thì
rừng số 3 này có tổng tất cả là 5 cây nhá quý chị nhá. 5 cây rất là xinh luôn ạ. Đó, 5 cây quế lan hương cực kỳ là đẹp như vậy này. 5 cây quế lan hương này em quy kết được bán với giá là 300.000 cho hình này nhá. 300.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình quế lan hương, một hình quế lan hương lá xếp cụt rất là đẹp luôn đấy ạ. Một về quế lan hương rất là đẹp, hàng xếp cụt rất là đẹp. Tặng kèm theo một cái ngọn bên này nữa này cô chú anh chị này. Đây là một cái về quế lan hương bản lá tròn vo xếp cụt cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đấy ạ. Và thêm theo một kèm theo một cái ngọn này nữa. Thì hình này em sẽ phép được bán với giá là 350.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5, hình này có 6 đầu ngọn này cô chú anh chị này. Đó, có 6 đầu ngọn tất cả nhá. Với hình này thì em xin phép được bán với giá 6 đầu ngọn xếp thẳng tam giác như vậy. Với giá em bán là 240 thôi. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6, với ngọn quế lan hương hàng lá xếp cụt. Bản lá láng và hai con, một là hai bố mẹ và hai con rất là đẹp này. Hình này em bán với giá là 360.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Là một hình gồm có 3 ngọn quế siêu đẹp luôn ạ. 3 ngọn quế cực kỳ là đẹp cô chú anh chị nhá. Lá tròn co, xếp tròn co rất là đẹp luôn như thế này. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là 320.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Hình số 8 này thì em có 4 ngọn quế. 4 ngọn quế là những cái ngọn xếp rất là xinh như vậy. Hình này em xin phép được bán với giá là 280.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 ạ. Hình số 9 này có 4 ngọn quế nhá. 4 ngọn quế xếp tiếp ở đây ạ. Đó, có chính trị như thế ạ. Cái hình này em cũng xin phép được bán với giá là 320.000 một cái hình quế cực kỳ là đẹp. Sang hình tiếp theo là một cái về quế siêu phẩm, một cái về siêu phẩm quế rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Em sẽ dựng lên để cô chú anh chị có thể nhìn thấy nhá. Ui. Một siêu phẩm, phải nói là đây là một siêu phẩm quế cô chú anh chị ạ. À, như cây con của nó thẳng tắp như thế này ạ. À. Như cây con thẳng tắp và cây mẹ cực kỳ là cao, ôm lấy một đàn con xếp 4 ngọn, 4 cây con thẳng tắp cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Với cả cái ngọn mẹ rất là dài, cây con xếp thẳng đứng mà không hề gọi là không hề mất lá chân luôn cô chú anh chị nhá. Không hề mất lá chân và nguyên một cái rề như vậy, nó bằng nguyên bản luôn. Và cái rề này thì em xin phép được bán với giá là 1.400.000 cho rề quế lan hương này. Đó, 1.400.000 và cô chú anh chị nào lấy cái rề này thì xin phép được cọc cho em ít nhất là 400.000 cô chú anh chị nhé. Một mẹ 4 con, riêng cái con này bao nhiêu cặp lá rồi? 2, 4, 6, 8, 10, 12 cặp lá rồi cô chú anh chị ạ. Dạ, như cái cây con dưới này cũng rất là nhiều cặp lá luôn rồi, không ngắn hơn bao nhiêu nhé. Đó, một cái siêu phẩm tuyệt vời như thế này với giá là 1.400.000 ạ. Giờ đây để mà săn được những giò quế như thế này thì cực kỳ là hiếm hoi luôn. Sang bên này đây sẽ là hình số 11. Hình số 11 em có hình số 11 này em có 4 ngọn quế. Đây 4 ngọn quế như vậy về cô chú anh chị làm được một giò cực đẹp luôn. Giá là 320.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12, hình này có đến 7 ngọn quế này. 7 ngọn quế hình này em bán với giá là 240.000 và hình tiếp theo sẽ là hình 13. Cái hình này thì có tất cả là 3 ngọn như vậy thôi, em bán với giá là 200.000 và hình số 14. 3 ngọn quế xếp đẹp ở hình số 14 này ạ. À. Em sẽ xếp được bán với giá là 220.000 này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 15 này là 3 ngọn quế xếp đẹp nhá các quý anh chị nhá. Đó, 3 ngọn quế rất là to và rất là đẹp ở đây. 3 ngọn quế này em sẽ xếp được bán với giá là 240.000 và hình số 16 này. Cũng là 3 ngọn quế rất là to cô chú anh chị nhìn xem cái là bóng loáng luôn ạ. À. 3 ngọn quế đẹp lá to. Đấy, em bán cái hình này với giá là 300.000 ạ à, cho hình số 16. 330.000 cho hình này, cho hình số 16 về cô chú anh chị làm những giò cực đẹp luôn cô chú anh chị nhìn rất lá giúp em. Sau bên này sẽ là hình số 17, 4 cây. 4 cây này em xin phép được bán với giá là 300.000 nhá. Quế lan hương quế trắng tháng 8. Bây giờ cô chú anh chị về trồng khoảng tầm nửa tháng thôi là nó sẽ cho chuẩn bị cho mụ rồi ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18 và hình này sẽ có 4 cây thẳng tắp luôn ạ. 4 cây thẳng tắp ở đây ạ cô chú anh chị này. Đó. 4 ngọn quế thẳng tắp ở đây em xin phép được bán với giá là 4 ngọn là thành 5 ngọn luôn cô chú anh chị nhá. Chỗ này thành 5 ngọn luôn. Em xin phép bán cái hình này với giá là 300.000. 300.000 cho hình này ạ. Đây ạ. Và hình số 19 này, hình số 19 này cũng là có 5 ngọn quế cô chú anh chị nhá. 5 ngọn quế ở đây em xin phép được bán với giá là 280.000 cô chú anh chị nhìn cho em, 5 ngọn quế rất là xinh ở đây ạ.
Đó, 280.000 cho hình ghế này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình này thì có 3 ngọn rất là to ở đây ạ. Dạ, 3 ngọn rất là to ở đây nhá. Đây, trong đó có cả ngọn mẹ con nữa. Đấy, một cái lô như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 270.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21. Hình số 21 này thì em có tất cả là bao nhiêu ngọn quế đây? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngọn quế. 7 ngọn quế đã xếp vào đây với giá em bán là 240.000. Sang bên này sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị này. Hôm nay thì em vẫn có cái giò cáo trắng rất là đẹp luôn. Những cái cây cáo hoa phân nhánh tuyệt vời ở đây ngày hôm nay đấy ạ. Đó, có cả giò cáo trắng nữa cô chú anh chị nhá. Ở đây thì em giới thiệu cái mùa này thì đây là cái mùa ghép cáo đẹp nhất trong năm. Cô chú anh chị chỉ cần trồng khoảng tầm một nửa tháng, 10 đến một nửa tháng thôi là cây ra rễ rất là khỏe rồi. Hình này thì là hình 22 có đến 11 cây cáo. Và hình này thì, à đâu, có 11 cây đâu. Cây này có không phải 11 cây mà là hình 22 này chắc phải có tầm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cây gì đó cô chú anh chị ạ. Và cái lô này, cả cái lô này em xin phép được bán với giá là 160.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Cái hình số 23 này là một cái hình cáo cây lớn nhất các chú anh chị nhé. Đây này. Một hình cáo cây này thì rất là to và là bóng loáng, dày cộp cực kỳ là đẹp luôn. Nó có tổng là 10 cây các chú anh chị ạ. Tổng là 10 ngọn cáo ở đây ạ. Khá là lớn nhất các chú anh chị nhé. Đây. Và hình này em xin phép được bán chỉ có 170 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Hình số 24 này có 9 cây cáo. Đấy, 9 cây cáo khá là lớn ở đây. Và hình 24 này em xin phép được bán với giá là 160.000. Và hình số 25 này em cũng bán với giá là 160.000. Hình này cũng là 9 cây lớn này có chú ý chị này, 160 hình này. Và hình tiếp theo là hình số 26. Hình này có 14 cây tất cả, 14 cây với giá em bán là 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Hình số 27 này có tất cả là 13 cây cáo đẹp nhé các chú ý chị nhé. Đây này, 13 cây cáo cực kỳ là xinh luôn. Và hình này em xin phép được bán với giá là 180.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 28. Cái lô này có tất cả là 16 cây. Và lô này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho hình này. 150.000 thôi các chú ý chị nhé. Mà có đến là 16 cây. Đó, cây thì cũng khá là lớn chứ không phải là cây nhỏ đâu ạ. Đây ạ. Đấy, có 160.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 29. Cái hình này thì em có tất cả là 13 cây. 13 cây. Và hình này em bán với giá là 130.000 cho hình này này. Và sang hình tiếp theo là hình 30. Một cái ngọn cáo nguyên bản, một mẹ hai con, lá xếp, lá dày ngắn, rất là đẹp luôn ạ. À, cái lá, bản lá của chú chị nhé. Đây ạ, một mẹ hai con rất là xinh. Cây mẹ không bỏ lá chân, bản lá ngắn, xếp rất là đẹp đẹp. Đó. Và đặc biệt là cái cây này thì có cần hoa phân nhánh ở đây cô chú anh chị này. Một cái cây phải nói là siêu vip luôn. Không chỉ thân lá đẹp, không chỉ thân lá đẹp ở đây ạ, mà cái cần hoa còn phân nhánh nữa. Cô chú anh chị lấy được cái cây này mà cô chú anh chị về chăm thì phải nói là cực kỳ là đỉnh. Một cái cây phân hàng phân nhánh cũng là một cái kiểu dạng cáo đột biến của chú anh chị nhé. Và hai cái cây con này về cô chú anh chị trồng khoảng 1 năm nữa là cô chú anh chị có giò quá đẹp tuyệt vời luôn rồi. Và cái giò cáo hoa phân nhánh này em xin phép được bán với giá là 450.000 cho cái hình số 30 này ạ. Là giò cáo hoa phân nhánh cực kỳ là đẹp ở đây cô chú chị nhé. Bản lá tròn mít luôn ạ. Cái cần hoa phân nhánh. Sau hình tiếp theo, cái hình này là hình số 31. Cũng là một cái ngọn cáo hoa phân nhánh này. Cô chú chị thấy là nhánh phân rất là lớn luôn này. Đó, cái kiểu cáo phân nhánh là kiểu dạng đột biến nhé cô chú chị nhé. Chứ không phải là cây nào nó cũng phân nhánh đâu. Có những cây rất là lớn mà nó không phân nhánh đâu cô chú chị ạ. Cái hình số 31 này em xin phép bán cây này với giá là 300.000. 300.000 cho cái ngọn cáo hoa phân nhánh. À, lá xếp V thẳng hai bên. Thẳng hai bên như thế này. Đó. 300.000 bản lá to và lá dày nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 32. Cây này thì còn đẹp hơn cô chú anh chị này. Lá dày cộp luôn ạ. Cây này chất lá dày cộp luôn cô chú anh chị nhá. Chất lá to và dày cộp luôn và cũng đang phân hai nhánh rất là rõ. Rất là to, đẹp như thế này. Đấy, hàng lá xếp V. Và cái cây như thế này thì em xin phép được bán với giá là 350.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 33. Hình 33 này là một giò cáo thuần đang có hai nụ. Đấy, đang có hai nụ cô chú anh chị nhé. Và giò này em xin phép được bán với giá là 220.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 34. Cái giò cáo này cũng đang có nụ này. Một nụ. Có 4 cây. Và giò này em cũng bán với giá là 220.000 ạ.
Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35. 35 hình này em xin phép được bán với giá là 200.000. 200.000 cho giò này đang có 1 tấn hoa 5 cây cáo. Hình tiếp theo là hình số 36. Cái chậu cáo này là bằng đậu chậu đất nung, đang có 1 tấn hoa và 3 cây cáo xếp này, em bán với giá là 210.000. Và sang hình tiếp theo xin phép nhảy cắt một chút xíu này. Một cái chỗ này, một cái phần cáo này cô chú anh chị nhìn thấy là siêu vip luôn ạ. Đây nhá cô chú anh chị nhá, em sẽ quay thật là kỹ cho cô chú anh chị để cho cô chú anh chị có thể nhìn nhìn nhá. Cái chỗ này nó là nguyên một dề cô chú anh chị nhá. Đây này, nguyên một dề. Tuy nhiên thì cái phần gốc của nó lâu ngày quá nên là hiện tại nó rụng ra ấy. Mà đã là hàng dề thì khi mà nó nở hoa ấy thì nó sẽ rất là đồng loạt luôn. Mà cô chú anh chị nhìn kiểu cây của nó này. Cái hàng này mà cô chú anh chị về ghép trụ hoặc là trồng vào chậu thì thôi rồi ạ. Một cái giò chấn vườn thôi rồi ạ. Không hàng là cực kỳ là to đẹp mà không bỏ lá chân này. Chỗ này là một mẹ một con này cô chú anh chị này. Một mẹ một con không biết là bao nhiêu cặp lá đây. 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá cô chú anh chị ạ. Đấy, một mẹ một con và cả cây mẹ cây con đều đang nụ này. Cần hoa dài tít tắp luôn. Rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đấy nha. Chỗ này là một mẹ một con này. Rất là nhiều cặp lá, bản lá rất là to luôn ạ. Và cây bên này này, cây bên này cũng thế này cô chú anh chị này. Cây bên chỗ bên lô bên này là một cây mẹ, một cây mẹ ở đây với cả ba cây con đấy. Và cô chú anh chị thấy là nguyên cả cái lô như vậy, nguyên cả cái lô như thế này về cô chú anh chị làm được một siêu phẩm cáo luôn cô chú anh chị nhé. Và cái phần này em xin phép được bán với giá là 450.000 cho cái chỗ này cô chú anh chị này. 450.000 cho hình này, em gọi là hình 42 nhé. 42, 450.000 cô chú anh chị. Phải nói là rất là lâu rồi thì em mới có được những cây cáo gọi là nó khủng như thế này. Đấy, 450.000. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Chất lá dày cộp, lá xếp mà không bỏ lá chân lên rất là đẹp luôn. Như thế này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 41. Hình 41 này là một cái hình cáo xếp V. Dạ, một hình nhiều cây cáo xếp V nhé cô chú anh chị nhé. Hình này có tất cả 8 cây và trong đó là nhiều cây cáo xếp V này. Hình này em xin phép được bán với giá là 190.000 cái hình này. Đó, nhiều cây cáo lá xếp V, 190.000. Cái hình này là có tất cả là 8 cây. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 40, à đây là hình 44 chứ. Hình 44 chứ cô chú anh chị. 44 là 190.000 cho hình này có 8 cây nhá. Là hàng cây cáo lá xếp V ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 45. 45 này cũng là một cái phần cáo 4 cây rất là to, cực kỳ là vip đẹp như thế này. Đấy, cái chỗ này, riêng cái chỗ này thì 3 cần hoa luôn này. Và cái lô này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho 4 cây cáo này. Và hình 46 là một cái ngọn cáo lá xếp vào đây ạ. Một ngọn cáo nguyên bản lá xếp vào đây. Đấy, đang một cái cần hoa này. Em xin phép bán cái hình này với giá, ở đây còn có một cái cây con xinh xinh nữa này. Giò này em bán với giá là chỉ có 100.000 thôi cô chú anh chị nhé, là hình 46 ạ. Và hình 47 là hai khúc nguyên bản này. 47 hai khúc nguyên bản. Đây, khúc này là một cặp đôi đang có một cần hoa. Đấy, hai cây. Và bên này là một cái cây này nữa này, một cái khúc này nữa này. Đấy, khúc này cũng đang có một cần hoa ở đây này. Tuy nhiên thì cái lá này thì dân người ta đi rừng không giữ được ấy, và bị dập, bị thương mất hai cái lá này và cả hình combo này. Đấy, thành tổng là 3 cây cáo đẹp như vậy nhá. Hình này em xin phép được bán với giá 140.000. Và sau hình tiếp theo sẽ là hình số 48. Hình số 48 này là một cái cặp đôi gồm có hai cây cáo xếp V thẳng tắp và cần hoa dài tiếp tắp đẹp tuyệt vời như thế này. Và hình này em xin phép được bán với giá là 190.000. 190.000 một giò cáo. Ồ, à không, em xin phép được bán 200.000. Hình này có lên hai cây con rồi này cô chú anh chị này. Đấy, cây này xếp thẳng tắp và lên hai cây con ở bên dưới này cực kỳ là xinh nữa. Đấy. Và cái hình cáo này xin nhắc lại giá là 200.000 cho hình cáo này cô chú anh chị nhé. Dạ. Là xếp cực kỳ là đẹp luôn, hàng nguyên bản. Hình 49. Hình 49 này thì em có bao nhiêu cây cáo đây ạ? Hình này em có 2, 4, 6, cũng là 6 cây cáo to ở đây này. Đó, cực kỳ là tươi và đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 180.000 ạ. Và bên này thì em xin nhảy góc đến hình 37 nhá. Là giò điệp tím của vùng Cao Bằng đang lên hai mầm to đùng luôn và đang có những nụ hoa này.
nụ hoa to bự, 3 cần hoa to bự nhá. 3 cần hoa đang có nụ, có những nụ to bự luôn rồi. Giò này em xin phép được bán với giá là 200 nghìn nhá, giò điệp tím này. Và bên này sẽ là giò phi điệp vàng ạ, đẹp lộng lẫy như vậy cho mùa vàng tháng 8 đấy ạ, với giá em bán 150 nghìn. Và tiếp theo sẽ 39 là 4 cây đai châu. 2 cây đai châu nhỏ hơn, 2 cây đai châu lớn hơn. Đấy. Và hình này thì em chỉ bán với giá có bao nhiêu ạ? 180 nghìn cho 4 cây đai châu này. Và hình số 340 là một cặp gồm có 2 cây đai châu to và đẹp như vậy. Hình đai châu này, châu rừng cô chú anh chị nhá. Em bán cái hình này với giá chỉ có 160 nghìn thôi, một cái cây châu to như vậy chỉ có 80 nghìn ạ. Và hình số 41. Hình số 41 này thì đây có hẳn là bao nhiêu cây ạ? 3 cây châu đẹp xinh như vậy này, 3 cây châu rừng. Đấy, 3 cây châu rừng nhá. Đấy, nó hơi lỗi nhẹ nhẹ một chút xíu thôi. Và cây bên này nữa là một cây châu Thái, ở bên này nữa cũng lỗi một chút. Và cái hình này thì em xin phép được bán nó với giá bao nhiêu? Hình này em bán nó với giá chỉ có 150 nghìn. Giò tam bảo sắc, dáng hương tam bảo sắc, em gọi đây là giò số 1 này. Cô chú anh chị này đang hai cần nụ với giá chỉ có 150 nghìn thôi, về cô chú anh chị được thưởng thức hoa luôn. Giò này là giò số 2, giò này có đến em thấy là hiện tại là đang có 3 cái cần hoa chuẩn bị bung lụa. Đấy, 3 cái nụ hoa này, 1 2 3, thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Em bán cái giò này với giá là 160 nghìn và giò số 3. Đấy, giò số 3 này cũng đang có 2 nụ, em bán 150 nghìn. Và bên này sẽ là cái giò HO. Em gọi đây là HO số 1 này, cây mẹ cao gần 30 cm, là 2 mầm gốc với giá 450 nghìn. HO số 2 hàng chuẩn ưng kỳ nhá, với giá em bán là 450 nghìn. Và HO số 3 cũng 450 nghìn. Và HO số 4 ở đây ạ, cũng là 450 nghìn. Và HO số 5 cũng 450 nghìn. Hai cây phú thọ số 1 với giá là 220, phú thọ số 2 với giá là 150. Một giò cáo trắng, dòng đột biến cực kỳ là hiếm cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Hương thơm thì tuyệt vời luôn, cái dòng riêng dòng cáo trắng này này. Và cái họng của nó thì đây cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em có thấy không ạ? Trắng như vậy nhưng mà cái họng của nó đây. Cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em. Cây này thì về cô chú anh chị làm giống thì phải nói là sẽ có một cái giò siêu xuất sắc luôn. Bởi vì cái cây này là lá của nó rất là to. Lá của nó to lắm cô chú anh chị ạ. Cái này và cô chú anh chị mà về trồng vài năm lên vài cây con nữa thì lên vài cái lá nữa thì cực kỳ là phê luôn ấy. 2, 4, 5 cặp lá cô chú anh chị nhá. Có 10 lá. 2, 4, 6. Một bên 10, một bên là 6, một bên là 5. 2, 4, 6, 6 cặp lá hết chứ. Mỗi bên là 6 cặp lá hết là 12 lá rồi. Và cô chú anh chị nào mà yêu mến cũng như là muốn sưu tầm những cái cây cáo dòng đột biến, phải nói là cực kỳ là ít này cô chú anh chị này, thì gọi trực tiếp cho em nhé. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái siêu phẩm quế ở đây ạ. Và bên này đây sẽ là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Trước tiên sẽ là dòng miến rong phe đén ạ. Miến rong phe đén của vùng Nguyên Bình Cao Bằng, một túi như vậy là 1 kg, với giá là 100 nghìn. Quế hột khô cô chú anh chị nhìn thấy ạ, rất là tuyệt vời luôn, khô cong rất là đẹp như vậy với giá em bán là 100 nghìn đồng một túi 1 kg. Hoàng tinh với giá là 200 nhé. Và quả mắc mật khô, một cái gia vị của vùng Cao Bằng phải nói là tuyệt vời, một cái gia vị tuyệt vời của vùng Cao Bằng, em bán một cái túi như vậy với giá là 120. Cô chú anh chị nào mà chưa được thưởng thức thì thử một lần. Bên này đây sẽ là cái dòng nấm ngọc cẩu này, với giá em bán là 150.000 cho một túi 1 kg nhé. Và cái bên này sẽ là cái rễ mũ tần với giá là 120 cho một túi 1 kg. Tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghĩa là 190 và hoàng tinh 200. Cái măng mầm là măng lưỡi lợn, đây là măng lưỡi lợn trước với giá 200.000 ạ. Bên này thì em có vỏ thông phân dê, vỏ thông nhé, đồng giá 20.000 cho 1 kg, đủ size 1, 2, 3, 4 và vỏ thông vụn. Cái dớn vụn giá thể chống lan tuyệt vời với giá là 40.000 cho 1 kg, rêu rừng 50.000 cho 1 kg, khô cong luôn. Và các cái chế phẩm dành cho hoa lan, Atonic 10.000 cho một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hồng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 Thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000, Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ nhé. Phân bón dạng túi lọc một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong em bán với giá là 35.000. Captan Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm với giá là 15.000 cho một gói, một túi như vậy là 1 kg với giá là 50.000. Và Chichodema một hộp này là 1 kg với giá là 130.000 nhé. Kin Kin Boom dòng đặc trị thối nhũn với giá là 35.000 cho một lọ. Một túi như vậy và cái dây buộc lan chiều dài 100 m, dao cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng với giá là 35.000 cho một cuộn. Và cái dòng
sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ vực chuối, phân trâu và đỗ tương. Cái sản phẩm này đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng với giá em bán là 35.000 cho một túi nhé. Và cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này thì cái sản phẩm phân bón phân trâu ấy, cô chú anh chị tìm hiểu trên thị trường thì người ta đã bán không dưới 60.000 cho một túi, mà người ta 1 kg ấy, mà chỉ có qua xử lý và nén viên thôi. Còn bên em thì không chỉ có phân trâu mà nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương ở trong đó. Thì cô chú anh chị biết rồi, cái thành phần của nó sẽ cung cấp một cái giá trị dinh dưỡng tuyệt vời nhất cho cây trồng. Mà cái dòng phân trâu này thì nó so với các dòng phân khác thì em thấy là nó rất là lành đối với cái cây lan cô chú anh chị ạ. Trồng bón thoải mái mà nó không làm sót rễ cũng như là không làm đen đầu rễ đâu, thoải mái luôn cô chú anh chị nhá. Cái giá một cái sản phẩm mà phải nói là cái chất lượng vô cùng là hoàn hảo, mà giá ở đây em chỉ bán có 35.000 đấy. Và cái chất lượng này em nghĩ rằng nó sẽ rất hoàn hảo hơn rất là nhiều so với dòng mà phân trâu người ta chỉ bán trên thị trường với giá lên đến 60.000 luôn cô chú anh chị nhá. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng ngăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 35.000. Đó, 40.000 ạ. Và ở đây là sản phẩm này hoàn toàn từ cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Rất là lành tính đối với sức khỏe, giảm đau một cách hiệu quả, không gây nóng rát ạ. Và cái dòng tinh dầu hồi này thì cô chú anh chị biết rằng là cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn rất là tuyệt vời. Và với những cánh hoa hồi thì người ta có thể sử dụng cánh hoa hồi để cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt cũng như là rất là tốt đối với sức khỏe luôn đấy ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo